Tám tiểu từ đó vẫn ở bên ngoài, có lẽ sẽ bất lợi với cậu. Đợi ta. Đa tạ chu các chủ quan tâm, có điều chuyện sau này xin ông đừng ra tay nữa. Nói rồi hai người cáo từ rời đi. Lâm Viêm, chuyện ngươi đánh Vương Phi, đừng nghĩ như vậy là đã xong. Bây giờ ta thách đấu với ngươi, ngươi có dám nhận lời không? Thách đấu? Xin lỗi, ta không có hứng thú cũng không có thời gian. Nếu như ngươi không dám đấu thì hãy xin lỗi Vương Phi đi, còn không thì hôm nay ngươi đừng mơ rời khỏi đây. Nếu như ngươi cảm thấy có thể giữ ta lại được vậy thì thử xuất chiêu xem. Hừ, tên vương gia đó xem ra mấy năm nay đã ổn định được trạng thái rồi. Vậy thì đừng có trách ta đấy. Lâm viêm ca, cẩn thận đấy. Chỉ thấy lâm viêm xong chỉ khép lại. Điểm lên quyền phong của vương thắng. Làm hắn đau đớn tái mặt. Nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là thực lực của ngươi sao, vậy thì có hơi rác rưởi đó. Ngươi đã đạt đến bát tinh võ giả rồi. Trùng hợp, sáng nay trong lúc tu luyện, bất cẩn một chút mà chót đột phá rồi. Lâm viêm ca. Đắc ý gì chứ, ngươi cũng chỉ vừa mới đạt đến bát tinh thôi, ta vẫn có thể thắng. Nghĩ rồi hắn lại huy quyền xông tới. Tuyết Nhi, tránh xa ra một chút. Ừm, Lâm Viêm nắm chặt tay, đồng dạng đánh ra một quyền. Hai quyền giao nhau, lực phản chấn đẩy lùi cả hai ra xa. Hắn ta đang dùng là phàm cấp thượng phẩm võ học. Lâm Viêm lại tiếp tục sử dụng phong lôi quyền, lao tới tấn công. Dù hơi rén nhưng Vương Thắng cũng chỉ có thể huy quyền đón đỡ, sung hư quyền. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Thắng bị đánh bay ngược ra ngoài, thắng ca tên nhãi này vương phi lần trước đã nể nang ngươi rồi mà xem ra ngươi vẫn chưa được giáo huấn đủ nhỉ lại chặt đứt một cánh tay của ngươi thì sao nhỉ ngươi ngươi muốn làm gì chỉ thấy lâm viêm thi triển phiêu diêu bộ chớp mắt đã tới trước người vương phi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ra sức rắc rắc cánh tay vương phi lại lần nữa đứt gãy hắn thống khổ kêu gào thảm thiết thấy ồn ào quá lâm viêm tiện tay ném hắn đi như ném bao rác hôm nay hai ngươi cũng đã đến đây thì cũng nên để lại chút gì đó mới được hay là ta phế đôi chân của hai ngươi được không lâm viêm ngươi dám động vào ta vương gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi nói như vậy ý của ngươi là ta có thể tùy tiện động vào hắn ta ư không sao đừng tranh giành từng người một lên là được thắng ca đang tiếp tục hành hung thì có một giọng nói phẫn nộ truyền tới tiểu tử lâm gia không được ức hiếp người quá đáng giọng nói này là vương chính dương lâm bằng không dạy dỗ ngươi thì ta thay ông ta dạy dỗ người. Không ổn, lực đạo này nếu như đúng chúng lâm viêm, không chết thì cũng nằm liệt giường nửa năm, chi bằng ta. Vương Chính Dương, con trai của lâm bằng ta không đến lượt ông dạy dỗ. Rồi ông cũng tung ra một trưởng đón đỡ trưởng phong của Vương Chính Dương. Hai cỗ lực lượng cường đại tạo ra tiếng nổ lớn. Vương Chính Dương, ông là trưởng bối mà lại không ngần ngại ra tay với vãn bối như vậy, xem ra thanh danh của ông không cần nữa rồi nhỉ. Hừ, Lâm Bằng, con trai ông vẫn còn trẻ như vậy mà tâm địa độc ác như vậy, nếu như ông không dạy dỗ cho tử tế thì sau này nhất định sẽ gây họa lớn. Nói như ông thì lúc nãy ta nên đứng yên tại chỗ để cho đám vương thắng đánh bị thương sao? Đừng có giảo biện, lúc trước ngươi đã chặt đứt cánh tay của vương phi, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, chính là đã bỏ qua cho ngươi một lần, thế mà lần này ngươi vẫn muốn phế chân của bọn chúng. Ha ha, vương gia chủ, vốn dĩ ta vẫn có chút do dự, nhưng sau khi nghe ông nói, ta đã quyết định rồi, đôi chân của bọn họ ta nhất định phải phế. Cha, cha ngăn ông ta lại để con phế đôi chân của hai tên này trước đã được tiểu viêm con cứ tự nhiên có cha ở đây ông ta sẽ không thể làm hại được con nhìn cho kỹ đấy tên tiểu tử ngươi dám muốn ngăn con trai của ta lại thì phải bước qua cửa ải của ta hai người đối trưởng với nhau rồi lại nhanh chóng thối lui hai người vừa mới ổn định thân hình thì một tiếng răng rắc truyền tới vương chính dương tái mặt tức giận lại chặt đứt chân người của vương gia ở trước mặt ta đây chính là đang cố tình sỉ nhục ta mà tên rác rưởi Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Băng trưởng. Vương lão cẩu, ta thấy ông cũng đang tự tìm cái chết đấy. Xích Viêm trảm. Hai đạo phách trưởng va chạm, phát ra tiếng nổ chói tai. Đất đá trong phạm vi xung quanh cũng bị chấn động, vỡ ra như mạng nhện lan tràn. Hừ, ngươi dám? Lại có thêm tiếng răng rắc truyền tới. A à, a à, tên khốn. Lâm Bằng, chuyện hôm nay ông không cho ta một lời giải thích thì vương gia ta bằng mọi cách sẽ khai chiến với Lâm gia ông. Đừng nói vương gia ông khai chiến cho dù ông có liều chết để chiến đấu thì lâm ra ta một chút cũng không sợ ông vương chính dương chuyện ngày hôm nay bọn ta đã chứng kiến hết rồi sự thật là do tiểu tử của vương gia các ông cố tình gây sự trước huống hồ xích mích giữa tiểu bối một người trưởng bối như ông lại không nghĩ gì mà đích thân ra tay như vậy ư không sợ bị người khác cười nhạo sao chu các chủ cho dù là vương gia có lỗi trước thì tiểu tử của lâm gia cũng không được ra tay ác độc như vậy chứ đã đánh bại bọn chúng rồi còn chặt đứt đôi chân của bọn chúng hành vi như này theo ta thấy, nếu như hôm nay Lâm Thiếu Gia là người bị đánh bại, hai tên tiểu tử vương gia các ông e là còn ra tay ác độc hơn thế này. Chuyện gì vậy chứ? Bách bảo các luôn ở trạng thái trung lập, chu các chủ lại là người cao ngạo, sao hôm nay lại gọi tên tiểu tử của Lâm Gia là Lâm Thiếu Gia? Hôm nay như này không ổn, chỉ có thể tạm thời rút lui thôi. Được rồi Lâm Bằng, Lâm Viêm, cha con các ông lợi hại rồi, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ lấy, con đường phía trước hai người cứ đợi mà xem. Tiện đây ta nói một câu, con gái ta vương ngưng đã vào học viện xích viêm rồi ba tháng trước đã đạt được nhất tình võ sư vương gia chủ tu vi của con gái ông như nào ta không quan tâm thứ mà ta quan tâm chính là trên chặng đường phía trước đám hậu bối trẻ tuổi của các ông đừng có chết hết là được rồi hừ sau đó ba người cùng nhau trở về lâm gia lâm viêm ca hôm nay huynh ngầu lắm luôn tiểu viêm hôm nay cừ lắm đối với người của vương gia thì phải ra tay như vậy không thì bọn họ sẽ tưởng rằng lâm gia chúng ta dễ bắt nạt người của vương gia con tuyệt đối sẽ không nương tay nếu như có cơ hội con nhất định sẽ ra tay giết chết bọn họ đúng rồi tiểu viêm chu các chủ đó sao lại khách khí với con như vậy chứ chuyện này thật sự con cũng không biết con không biết có thể là do chu các chủ thấy được tiềm lực của con cảm thấy sau này con nhất định sẽ cuột khởi nên mới tạo quan hệ tốt luôn từ bây giờ có lý suy cho cùng thì tu vi của con tăng cũng rất nhanh chu các chủ có thể thực sự nhìn thấy tiềm lực to lớn của con đúng rồi cha cuộc chiến tranh giành khoáng mạch đó còn bao lâu nữa thì bắt đầu tranh giành khoáng mạch à còn ba tháng nữa ba năm trở lại đây đều bên đức võ trấn đó đoạt được quyền lần này lại sắp đến lúc phải tranh đoạt rồi hàng năm vào dịp tranh giành khoáng mạch đều sẽ diễn ra những cuộc đại sát vương gia nhất định sẽ nhân cơ hội này để phái người đến giết ta cha ba tháng tiếp theo đây con sẽ bế quan tu luyện không có chuyện gì quan trọng thì đừng cho người đến làm phiền con được nội trong ba tháng tu vi của ta có thể tăng lên võ sư cảnh giới hay không chỉ cần ngươi muốn, ta chỉ cần một buổi tối là có thể giúp ngươi đạt được võ sư cảnh giới. Thật sao? Có điều ngươi sẽ bị tàn phế từ đây, có muốn thử không? Không không. Dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi mà nói, trong ba tháng để đạt được cửu tinh võ giả thì sẽ không thành vấn đề. Như vậy cũng được, vậy ta nên tiếp tục dùng thảo dược hay là cứ trực tiếp tu luyện thôi. Đống thảo dược này giờ không đủ dùng nữa rồi, để ta đi tìm một số dược liệu mới. Để ta đến bách bảo các. Bách bảo các, không nên, vẫn nên để ta tự đi tìm bây giờ cô có thể hành động mà không cần đến sinh tử quan nữa rồi sao? Ta có thể rời khỏi tầm nửa canh giờ, thời gian như vậy là đủ rồi. Chớp mắt cung thiên tuyết đã biến mất bên ngoài cửa sổ. Nhanh quá, lúc này cung thiên tuyết đã bay lên núi tìm dược liệu. Lâm viêm thì tranh thủ thời gian tế ra sinh tử quan, dưỡng thần tu luyện. 20 phút sau đã thấy cung thiên tuyết trở về, lâm viêm lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian như chó chạy ngoài đồng thấm thoát đã hai tháng sau. Lúc này lâm viêm cũng đã tấn chức tới cửu tinh võ giả. Tuyết Nhi, ta đã đạt đến cửu tinh võ giả rồi. Chúc mừng ca ca, muội cũng đạt đến bát tinh rồi. Ta dựa vào thảo dược của cung thiên tuyết và sinh tử quan suốt hai tháng qua mới có thể đạt đến cửu tinh. Tuyết Nhi luyện chơi chơi mà đã có thể đạt đến bát tinh, đúng là nhiều người tức chết mà. Huynh đã bế quan hai tháng rồi, mau cùng muội báo tin mừng này cho phụ thân đi. Mặc dù ta đã đạt đến cửu tinh, nhưng trong đám hậu bối trẻ tuổi của vương gia nói không chừng có kẻ đã đạt đến võ sư, ta có thể đánh lại không? Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Tiếp theo đây ta sẽ giúp ngươi tu luyện linh hồn lực. Linh hồn lực? Tốt lắm, con và Tuyết Nhi đều tiến bộ rất nhanh. Bên phía Đức Võ Trấn, linh thạch khoáng mạch đó bọn họ đã khai thác 3 năm rồi. Vì muốn giành quyền khai thác, bọn họ đã sử dụng rất nhiều tài nguyên tu luyện, ước tính đã có 10 võ sư, con muốn đối phó với bọn họ, vẫn phải cố gắng hơn nữa. Cha yên tâm, con tự có cách. Linh hồn lực là nền móng của luyện dược sư và trận pháp sư, chỉ cần ta sở hữu được linh hồn lực. Cung Thiên Tuyết vươn tay ngọc, một đạo quang mang hội tụ ở đầu ngón tay, nàng chợt duỗi ra, điểm nhẹ lên trán Lâm Viêm, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận. Cho ngươi linh hồn khai thiên, bên trong là những kinh nghiệm tích lũy của ta, sẽ rất có ích trong ngươi nếu muốn sở hữu linh hồn lực. Đây là linh hồn lực sao? Kỳ diệu quá. Ta hình như có thể nhìn thấy rồi. Ta thấy được bên ngoài rồi, ta nghe thấy tiếng gió từ phương xa. Ta có thể nhìn thấy cả toàn cảnh của ngôi nhà, còn thấy được phụ thân ở trong phòng. Ai? Ta nhìn nhầm sao? sao ta lại cảm thấy hình như có thị tuyến. Phụ thân cảm thấy được, ha 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 nhưng ông ấy sẽ không ngờ được đó chính là ta. Tư chất của ngươi không tệ, trong một canh giờ có thể tu luyện đến bước này, chỉ cần tu luyện được linh hồn lực, uy thế có thể phát huy trả kém gì một nhất tinh võ sư. Còn một tháng nữa, bọn họ cứ đợi đấy đi. Vào ngày diễn ra trận đấu tranh giành khoáng mạch, quảng trường phía đông ở trường Lạc Sơn Mạch. Trường Lạc Sơn Mạch này là nơi tiếp giáp giữa Giang Sơn Chấn, Đức Võ Trấn và Đông An Trấn, cũng là nơi có chứa khoáng mạch, Trận đấu của các ngươi sẽ bắt đầu từ đây. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ xuất phát từ đây, xuyên qua được ngọn núi này, đến quảng trường phía tây đối diện nơi này, ta sẽ ở đó đợi các ngươi. Mỗi người sẽ có một thẻ bài gỗ, lúc đến bên kia mỗi người phải có 5 thẻ bài mới có đủ tư cách để tham dự trận chiến tranh đoạt. Nói cách khác chính là các ngươi phải cướp thẻ bài từ đối phương. Cha, hai chấn còn lại có bao nhiêu người tham gia vậy? Người chiến thắng lần trước là của Đức Võ chấn vì vậy bọn họ sẽ có ưu thế hơn, được phép có 20 người tham gia. Đông An trấn giống như chúng ta cũng có 15 người. Vậy thì tổng cộng là có 50 người, nếu như mỗi người năm thẻ bài, cuối cùng số người thông qua nhiều nhất sẽ là 10 người. Lâm gia chủ, các ông đến sớm quá. Đây là Lâm Viêm Ư, Triệu gia chủ. Ông ấy cũng phát hiện đám Triệu cương mất tích rồi chứ, chỉ là e rằng vẫn chưa tìm thấy xác của bọn họ. Càng không biết được ta chính là người đã giết bọn họ. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, trả trách Vương Thắng của Vương gia lại bại dưới tay ngươi. Nghe nói ngươi còn chặt đứt chân của Vương Thắng và Vương Phi trước mặt Vương gia chủ. Chỉ là phế một đôi chân mà thôi, thực lực của ta sao có thể bì được với triệu vũ huynh chứ, nếu như là huynh ra tay thì hai người đó đã sớm mất mạng rồi. Lâm Bằng, ông lại có một đứa con rất biết nói chuyện đó, ha ha không tồi, không tồi. Chúng ta đi, có sát khí, các ngươi có tin hôm nay người của Lâm ra các ngươi sẽ bỏ mạng ở đây không? Ây dô, Vương gia chủ, Vương Thắng đó cũng xem như là nhân tài kiệt xuất của Vương gia các ông mà nhỉ, sao không thấy hắn ta đến vậy? Ngươi, hừ, thực lực của Vương Thắng, hắn ta ở Vương Cha Trả là cái thá gì cả? Ồ, hóa ra Vương Thắng ở Vương Gia Trả là cái thá gì? Vương Gia Chủ, ông thế này là muốn làm gì? Các ngươi cứ chờ mà xem. Đợi lát nữa khi bắt đầu trận chiến, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Vương Nguyên, ca ca của Vương Ngưng, suýt nữa thì thành anh rể của ta. Ngươi yên tâm, ta cũng không cho ngươi cơ hội giữ lại cái mạng này đâu. Khí tức trên người Vương Uyên này có gì đó không đúng, hắn ta có thể đã là nhất tinh võ sư rồi, con phải cẩn thận đấy. Thời gian vừa điểm chính ngọ, một đạo tiếng chuông nặng nề vang lên. Ông ấy là trọng tài của trận chiến lần này, là người rất có tiếng tăm trong ba chấn chúng ta, vài năm trước đã chuyển đến đây. Ông ấy đã tạo một động phủ ở trong núi Trường Lạc này, khí chất hơn người cộng thêm năng lực phi phàm, vì vậy vị trí trọng tài này luôn được ông ấy đảm nhiệm. Tu vi của ông ấy là nhất tinh đại võ sư. Nhất tinh đại võ sư. Trong ba chấn, người lợi hại nhất e là chỉ mới đạt đến thất tinh võ sư thực lực của ông ấy là nhất tinh đại võ sư chính là có thể xưng vương xưng bá ở đây rồi ông ấy lại không chiếm linh thạch khoáng mạch này đúng là kỳ lạ bởi vì nội thể của ông ấy đã bị thương rất nghiêm trọng rồi cho dù ông ấy có hấp thụ toàn bộ linh thạch đi chăng nữa cũng không thể tránh được cái chết vì vậy khoáng mạch này đối với ông ta cũng vô dụng mà thôi ông ấy bị thương đúng rồi cô có thể trị lành vết thương cho ông ấy được không có thì sao Nhất tinh đại võ sư là một thực lực không tồi, nếu như có thể lôi kéo được ông ấy đối với lâm gia ta chính là trợ lực vô cùng lớn. Không nhìn ra ngươi còn trẻ như này mà suy nghĩ cũng nhìn xa trông rộng đấy. Vậy ngươi tìm cơ hội giúp ông ta trị thương đi, ta sẽ giúp ngươi. Các vị, hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc chiến tranh đoạt khoáng mạch, không biết lần này người chiến thắng sẽ là ai, mời lên phía trước để nhận thẻ bài. Họ tên, Lâm Viêm, Đa Tạ. Sau khi lấy được thẻ bài thân phận của mình thì lần lượt vào trong núi, nhớ lấy, nhiệm vụ của các ngươi không chỉ cần được thông qua mà còn phải thu thập ít nhất là năm thẻ bài đi đi tại một mảnh rừng rậm của trường lạc sơn lâm viêm đang nhanh chóng phi thân hắn không gặp một bóng người nhưng yêu thú thì lại không ít nhưng cậu chỉ dùng một chiêu là dễ dàng miều sát lâm viêm thi triển ra thân pháp phi thân lên trên cành cây cao sau đây chính là phải đi tìm những người khác linh hồn lực giải phóng phát hiện hai tên rồi đi xem xem nếu như là người của lâm ra thì hợp tác là được còn là người của gia tộc khác thì ha ha được rồi là người của đức vũ trấn nắm chắc trong tay hai thẻ bài rồi cậu không tiếp tục che giấu mà bước ra không muốn chết thì đưa thẻ bài thân phận ra đây hai người liền tức giận lao tới khu rừng vắng lặng chỉ còn lại tiếng giao thủ một lúc sau đã thấy bọn chúng hôn mê bất tỉnh trên đất các ngươi hãy thấy may mắn đi vì ta không có ý định giết các người đấy có điều tốt nhất là nhanh tỉnh dậy đi độc trùng mãnh thú ở đây không ít đâu qua một lúc đi săn đã lấy đủ năm thẻ bài chưa? Đủ rồi. Điều cần làm tiếp theo chính là phải xử lý mấy tên của Vương Gia và Triệu Gia. Để ta xem xem những người khác đang ở đâu. Ừ, không đúng lắm, tại sao chứ? Yêu thú trong núi đang nhốn nhão, bọn chúng đang chạy về một hướng, hình như có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của bọn chúng. Không tồi nhỉ, ngay cả chuyện này cũng có thể cảm thấy được. Cô sớm đã phát hiện ra rồi. Không được, ta phải đi xem xem là chuyện gì. Cậu vội vàng phi thân về hướng phát ra tiếng động. Nghe thì có vẻ như đây là nơi phát ra tiếng động náo loạn đó. Lâm Viêm nhanh chóng tiến tới xem xét, có người đang đánh nhau. Xem ra là người của ba nhà đang hỗn chiến, Vương Uyên, Triệu Vũ, Lâm Võ, Lâm Vân, không đúng, đây không phải là hỗn chiến, mà là hai nhà Vương Triệu đang bao vây công kích người của Lâm gia ta, sao đám này lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Lâm Vân này nhìn cũng không tồi đấy, hay là giữ lại cái mạng cho cô ta đi. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Vô liêm sỉ liều mạng với bọn chúng cho dù có chết cũng phải đưa theo cả bọn chúng ngươi nghĩ như này thì có tác dụng à lúc nãy ta chỉ mới chơi chơi với bọn ngươi thôi ra tay đi triệu huynh không tìm thấy lâm viêm thì bắt đầu xử lý từ bọn chúng vậy người của lâm ra không ai được sống thấy vậy lâm viêm cũng đã phi thân tới một đạo thanh âm tràn ngập sát ý vang lên hôm nay người của vương gia và triệu gia các người một người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây lâm viêm ngươi mau chạy đi bọn chúng là nhằm vào ngươi đó chạy đi Lâm gia không thể sụp đổ ở đây được. Lúc này thì cậu cũng đã đáp xuống tới. Lâm Viêm, hay lắm, ngươi không chạy được đâu, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Ta còn lâu mới chạy, hôm nay kẻ phải chết chính là các ngươi. Ồ đúng rồi, đám ba người triệu cương đó của các người có phải là không thấy đâu rồi không, quên nói với các người bọn họ đều là do ta giết. Gì chứ? Ngươi hà cớ gì phải kích động bọn chúng chứ? Trong này là đan dược trị thương, các ngươi hồi phục trước đi. Lâm Vân tiếp nhận bình ngọc, đem đan dược sử dụng. Trong cơ thể, thương thế liền lấy một loại tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Nhanh thật, các ngươi cũng ăn đi, đúng là có tác dụng thần kỳ thật. Các ngươi mau đi chặn đám người đó lại đi, không cần phải liều mạng quá, đợi ta giải quyết hai tên rác rưởi này sẽ qua giúp các ngươi. Ngươi nói ai là rác rưởi cơ? Hôm nay ta sẽ chặt ngươi ra thành từng mảnh. Hừm, hai vị đã đạt đến nhất tinh võ sư rồi ư? Không tồi nhỉ. Có điều như này cũng không cứu được các ngươi đâu. Chúng ta cũng lên. Đi đâu vậy? Đối thủ của các ngươi ở đây. Hừ, tên tiểu tử này đã đạt đến cửu tinh võ giả rồi, nhưng gặp phải đối thủ là nhất tinh võ sư như bọn ta thì cũng sẽ phải chết thôi. Càn nguyên trưởng, quỷ ảnh thủ, lâm viêm cẩn thận, phong lôi quyền. Cường hãn quyền phong mang theo phong lôi chi lực, nhanh chóng bắn về phía triệu vũ. Cùng quỷ thủ của triệu vũ chính diện va chạm, đem hắn đánh văng ra đụng ngã một cây đại thụ, thiên sơn ấn. Ấn quyết huyễn hóa thành một ngọn núi nhỏ bay tới trấn áp vương uyên. Phàm cấp cực phẩm võ học, hắn vội vàng thi triển càn nguyên trường vỗ thẳng vào ngọn núi đánh cho hư ảnh ngọn núi dần dần tiêu tán tên tiểu tử này khó xử lý thật sao có thể chứ lâm viêm ngươi đã luyện được phàm cấp cực phẩm võ học rồi thực sự ngoài dự liệu của ta có điều để ta xem xem linh khí trong người ngươi có thể trổ tài được bao nhiêu lần nếu như ngươi muốn thấy linh khí của ta cạn kiệt ta chỉ có thể nói ngươi sẽ thất vọng thôi thiên sơn ấn lâm viêm lại lần nữa huyễn hóa ra ngọn núi nhỏ hắn ta vẫn có thể làm được tiếp hắn lại tiếp tục thi triển càn nguyên trưởng ta không tin là ngươi có thể cầm cự được tiếp đâu không thể nào sao còn mạnh hơn cả lần trước chứ rồi trong ánh mắt thẫn thờ của hắn thiên sơn ấn đã đánh tới âm một tiếng thân thể vương uyên bay ngược ra ngoài đâm ngã vô số cây đại thụ vương uyên bị thua làm cho đám người vương ra sắc mặt trắng bệch thắng rồi ngay cả vương uyên cũng thua rồi chạy thôi lâm võ lâm vân giết chết bọn chúng không để kẻ nào được sống sau đó là một màn đồ sát diễn ra người của liên quân vương chịu chết như ngả dạ lâm viêm các ngươi dám giết bọn ta hai nhà bọn ta sẽ liên thủ giết chết toàn bộ lâm ra các người lâm viêm nếu như ngươi ta cho bọn ta chuyện hôm nay bọn ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra chết đi song quyền tung ra đánh thẳng lên người vương uyên và triệu vũ đánh cho bọn chúng đi gặp đạo diễn lãnh cơm hộp thắng rồi chúng ta thắng rồi các ngươi giết được người nào thì cứ lấy túi càn khôn của người đó coi như đó là chiến lợi phẩm của các người. Lần này hơi rồi, đây là của ta, tốt quá rồi. Cho dù linh lực dự trữ của ta lớn hơn rất nhiều so với người bình thường thì lần này cũng quá tốn sức rồi, phải mau hồi phục mới được. Khôi phục xong, Lâm Viêm mở mắt thì đã thấy Lâm Vân, Lâm Võ đám người đang nhìn chầm chầm mình. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Đây là của Vương Uyên và Triệu Vũ. Đa tạ. Lâm Viêm, thực lực của ngươi thực sự ta rất bái phục, lúc diễn ra trận đấu gia tộc trước đây. Ta bại dưới tay ngươi cũng đáng, đa tạ quá khen rồi đáng tiếc cho thần hồn của những tên này nếu như không phải lâm võ ở đây thì ta đã có thể hấp thụ thần hồn của bọn họ rồi thực lực của bọn họ đều thấp hơn ngươi cho dù ngươi có hấp thụ thần hồn của những người này thì bọn họ cũng không phát hiện ra đâu nhưng lúc hấp thụ thần hồn không phải cần triệu hồi sinh tử quan sao ai nói nhất định phải cần chứ ngươi chỉ cần đặt tay lên phía trên cơ thể của bọn họ sau đó dùng sinh tử quan để hấp thụ là được hóa ra như vậy vậy thần hồn của mấy tên này tuyệt đối không được lãng phí các ngươi đợi ta một chút. Cậu nhanh chóng đụng vào các thi thể, sử dụng sinh tử quan để hấp thụ thần hồn. Lâm Viêm, ngươi đang làm gì vậy? Không có gì, ta chỉ là muốn xem bọn chúng đã chết thật chưa thôi. Được rồi, chuyện ở đây cũng đã giải quyết xong rồi, những người có tốc độ nhanh bây giờ có lẽ đều đã đến quảng trường kế bên kia rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Được, đi thôi. Chuyển cảnh tới quảng trường phía tây. Ở đây không khí rất náo nhiệt, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cửa ra. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện, có người ra rồi người đầu tiên ra rồi là ngô hạo ngô hạo là người lợi hại nhất trong đám hậu bối ở đức võ trấn lẽ nào lần này chiến thắng lại thuộc về đức võ trấn sao có người ra nữa rồi kìa chuyện gì vậy sao vương uyên vẫn chưa thấy đâu vậy gia chủ không cần lo lắng vương uyên bây giờ vẫn chưa xuất hiện có lẽ là đang xử lý đám người của lâm ra rồi ha ha triệu vũ đã là nhất tinh võ sư rồi nhất định sẽ không thua đâu chỉ có tiểu tử của lâm ra các người là không quay về được nữa cha sắc mặt của cha không được tốt. Triệu vô cực vẫn luôn cười khẩy nhìn về phía chúng ta, ta lo lắng tiểu viêm có lẽ sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Cha mau nhìn kìa, lâm viêm ca xuất hiện rồi. Ồ, ra rồi, là lâm ra, lâm viêm. Tiểu tử thối này đúng là không làm ta thất vọng. Con biết ngay lâm viêm ca sẽ không sao mà. Thấy vậy biểu cảm của vương chính dương và triệu vô cực khó coi vô cùng, trong lòng cũng dâng lên một sự cảm bất tường. Lâm viêm mang theo bốn người lâm võ bước lên đài tỷ thí. Thời gian đến rồi. Các vị, chúc mừng các vị đã thành công vượt qua được trường lạc sơn mạch, bây giờ mời các vị đếm số lượng thẻ bài mà mình có, sau đó quyết định ai là người tham gia vào trận chiến đấu cuối cùng. Ngô Hạo 10 thẻ bài, giữ. Lưu Thành 9 thẻ bài, giữ. Trần Vũ 3 thẻ bài, loại. Hửm? Lâm Viêm 19 thẻ bài. 19 thẻ bài, trời ơi, rốt cuộc hắn ta đã cướp như nào vậy? Thực lực của Lâm Viêm cũng đáng sợ quá nhỉ. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Còn lại Ngô Hạo và Lưu Thành nghe nói là người lợi hại nhất trong lớp hậu bối của Đức Võ Trấn và Đông An Trấn. Quy tắc của trận đấu cuối cùng rất đơn giản, chính là ba người sẽ cùng hỗn chiến trên võ đài này, ai là người đứng lại cuối cùng thì chiến thắng sẽ thuộc về người đó, hiểu chưa? Hiểu rồi. Tỷ thí bắt đầu. Trên lôi đài, thân hình của ba người phân ra, chiếm cứ ba góc. Hắn ta chỉ có tu vi cửu tinh võ giả thôi ư. Nếu đã như vậy, hay là chúng ta bắt tay loại hắn ta ra trước, rồi mới bắt đầu tỷ thí, thấy thế nào? He he, có lý hai tên này liền phi thân lao tới phối hợp tấn công công phu của hai người bọn họ có lẽ mạnh hơn vương uyên rất nhiều không thể xem thường được đối mặt với thế công lao tới lâm viêm vẻ mặt ngương trọng phong lôi quyền quyền phong mang theo phong lôi chi lực hung hăng và chạm với hợp kích của bọn chúng mạnh mẽ cản trở thế công của hai người bọn ta chỉ là thử lực đạo một chút mà hắn đã xuất chiêu dùng phàm cấp thượng phẩm võ học rồi sức mạnh của cửu tinh võ giả suy cho cùng thì vẫn còn hơi yếu cút đi võ đài ở đây không thuộc về ngươi đâu tinh tượng chỉ một luồng ánh sáng như chớp giật lao ra huyễn ảnh trưởng ngô hạo cũng huyễn hóa ra một bàn tay vàng óng mạnh mẽ chụp tới lâm viêm nhìn thấy công kích đang tới gần lâm viêm bấm niệm pháp quyết thi triển thiên sơn ấn một ngọn núi với lực lượng cuồng bạo lao tới va chạm với bàn tay hư ảo kia phàm cấp cực phẩm võ học tiểu viêm tu luyện thành công từ lúc nào vậy bá đạo cường hãn năng lượng và chạm ở giữa không trung phát ra tiếng nổ lớn vòng năng lượng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra xung quanh Người ở gần cũng vội vàng điều động linh khí tiến hành ngăn cản. Đài tỷ thí đã bị đánh ra thành những đạo khe rãnh, khói bụi tán đi. Mọi người kinh ngạc phát hiện Lâm Viêm vẫn trụ vững trên võ đài. "Hay lắm tiểu tử, lúc trước ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Các ngươi xem thường ta thì sao phải liên thủ cùng nhau đối phó với ta chứ? Đừng có tưởng là chỉ dựa vào phàm cấp cực phẩm võ học là có thể xoay chuyển được tình thế." Nói rồi bọn chúng nhanh chóng triệu hoán ra thần hồn của mình. "Ha ha, đấu thần hồn à?" Sinh tử quan cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên đầu cậu. "Trói cho ta, nhìn hai thần hồn đang lao tới công kích." Lâm Viêm chỉ nhẹ nhàng hét lớn, "Dừng lại cho ta." Ánh sáng màu đen từ Sinh tử quan đã tỏa ra khống chế thần hồn đang lao tới. Ánh sáng màu đen đó thật kỳ lạ. Ngô Hạo thi triển thanh nham sát huyễn hóa ra một thanh đao, bay tới tấn công, nhưng đã bị Lâm Viêm thi triển linh hồn lực phòng ngự cản lại. "Linh hồn lực, chuyện này sao có thể chứ? Tiểu Viêm, ngay cả linh hồn lực cũng đã luyện được rồi." Lâm Viêm ca lợi hại quá trên đài tỷ thí thanh đao của ngô hạo không cách nào phá vỡ linh hồn lực phòng ngự của lâm viêm còn không ra tay hà ừ. huyền âm lãng một đợt sóng biển cuồn cuộn cuốn tới người lâm viêm cậu lần thứ hai thi triển linh hồn lực chấn vỡ đại đao cùng sóng biển áp lực cực lớn còn chấn bay ngô hạo và lưu thành bay ra xa phun máu phè phè thắng rồi lâm viêm thắng rồi một cửu tinh võ giả đánh bại hai nhất tinh võ sư sao từ lúc nào mà hắn ta trở nên mạnh như thế chứ Ngô Hạo lúc này vẫn còn hoàn hảo. Hắn bật dậy, một cỗ hơi thở cường đại từ trong cơ thể bộc phát ra. Nhị tinh võ sư, hóa ra Ngô Hạo là nhị tinh võ sư. Có thể ép ta đến bước này, ngươi cũng được lắm. Có điều quyền khai thác khoáng mạch 3 năm một lần này vẫn sẽ thuộc về đức võ chấn bọn ta. Mặc kệ lời nói của hắn lâm viêm ngồi xếp bằng trên đất kết ấn tu luyện. Chuyện gì vậy chứ, lúc này mà hắn lại đang kết ấn tu luyện sao? Đây khác gì đang đợi người khác đến đánh chứ? Hắn ta là đang, đột phá tu vi trong thời khắc quan trọng như này mà ngươi lại muốn đột phá tu vi vậy là ngươi tự mình tìm cái chết rồi cho ngươi biết sức mạnh của nhị tinh võ sư là thế nào ta có thể làm được tiểu viêm lúc này sinh tử quan cũng xuất hiện gia cố thêm phòng ngự cho lâm viêm thân hồn đó của hắn rốt cuộc là gì vậy chứ không đợi hắn tiếp tục công kích một cỗ khí tức cường đại tử thể nội lâm viêm bạo phát ra lúc nãy ngươi cũng đã biểu diễn nhiều rồi vậy tiếp theo đây sẽ tới lượt ta đột phá tới nhất tinh võ sư linh khí trong cơ thể hắn cơ hồ tăng đến 10 lần. Thiên Sơn ấn, pháp ấn ngọn núi lại huyễn hóa ra lao tới trấn áp Ngô Hạo. Uy lực mạnh quá, như này có thể sánh ngang với Tam Tinh võ sư. Linh khí của tên tiểu tử này lại nồng nặc đến như vậy, quả thực là một tuyệt thế thiên tài. Người như này trước đây ta mới chỉ gặp qua đúng một người, sau này trở thành thiên tài kiệt xuất, không biết hắn ta có phải là người thứ hai hay không. Lúc này thể nội Ngô Hạo tất cả lực lượng đều được hắn thi triển tạo thành lớp phòng ngự, muốn ngăn kháng lực lượng trấn áp tiêu rồi, ta không chịu nổi nữa rồi. Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi dám động vào con trai của ta? Ngô Cương này sao lại không tuân thủ quy tắc vậy chứ? Hút. Một đạo trưởng ảnh đã cách không đánh tới Ngô Cương, khiến hắn phun máu phè phè, lăn lộn trên mặt đất. Lúc này Thiên Sơn Ấn cũng đã phá tan tầng phòng ngự của Ngô Hạo, ầm ầm lao xuống. Khói bụi tán đi, chỉ còn thân ảnh Ngô Hạo đã bị đánh bất tỉnh từ bao giờ. Thấy vậy Lâm Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, tiểu tử này biểu hiện cứ lắm lão tiên sinh quá lời rồi. Trận đấu lần này Lâm Viêm giành chiến thắng, quyền khai thác khoáng mạch trong 3 năm tiếp theo sẽ thuộc về Giang Xuyên Trấn. Ngô Gia Đức Võ Trấn không tuân thủ quy tắc, phá vỡ quy tắc của cuộc tỉ thí, hủy quyền tham gia trận đấu kỳ tiếp theo. Cha, Lâm Viêm ca thắng rồi. Tiểu tử thối này, càng lúc càng làm người ta ngỡ ngàng đấy. Tiểu tử, thiên phú và tiềm năng của ngươi vô cùng lớn, sau này cứ tận lực phát triển, thành công đạt được sẽ không nhỏ đâu. Được rồi, trận đấu lần này đến đây là kết thúc, ta đi đây ây, còn định nhân cơ hội để làm quen, tạo chút quan hệ nữa mà. Tiểu tử Lâm Viêm, chết cho ta. Lâm ra các ngươi to gan lắm. Vương Chính Dương, triệu vô cực, các ngươi muốn làm gì? Lâm Viêm đã giết người của Vương gia và triệu ra bọn ta, dĩ nhiên ta phải lấy mạng của hắn rồi. Tiêu rồi, một mình cha không thể ngăn được hai người bọn họ, ta có thể đánh lại được một ngũ tinh võ sư không? Cung Thiên Tuyết, cô nhất định phải giúp ta. Không cần ta phải ra tay, sẽ có người giúp người thôi. Lâm Viêm ca, Tiểu viêm, con mau đưa Tuyết Nhi rời khỏi đây đi. Có người giúp mình là ai, ở đâu? Vương Chính Dương, Triệu Vô Cực, hai người càng sống càng biến chất rồi. Thì ra người tới là Chu Các Chủ. Nhờ có Chu Các Chủ gia nhập vòng chiến, Vương Chính Dương và Triệu Vô Cực liên tiếp bại lui. Chu Các Chủ là lục tinh võ sư, một khi ông ấy sử dụng linh hồn lực thì có thể lập tức đánh bại được hai con chó Vương Chính Dương và Triệu Vô Cực. Chu Các Chủ này có lẽ vẫn chưa từng luyện linh hồn lực, không thì chỉ cần một chiêu là có thể đánh trọng thương hai người đó rồi. Chu các chủ, sao ông lại nhúng tay vào chuyện của ba nhà bọn ta? Vương gia chủ, quy định của cuộc tranh giành khoáng mạch đã định rõ. Những người tham gia đều không màng sống chết, đệ tử của những nhà khác bỏ mạng thì được còn hai nhà các ngươi thì không được. Hay là cần ta phải đi nói chuyện với trương lão đây? Chuyện này. Lâm bằng, bọn ta sẽ nhớ món nợ này, sớm muộn thì ngươi cũng phải trả giá. Đa tạ chu các chủ đã ra tay giúp đỡ. Đa tạ chu các chủ. Lâm gia chủ, lâm thiếu gia, không cần phải khách sáo đáng tiếc bây giờ ta chỉ đại diện cho bách bảo các nên chỉ có thể giúp đến đây chu các chủ ông có thể ra mặt như này đã là sự giúp đỡ to lớn đối với lâm gia chúng ta rồi vậy lâm gia chủ lâm thiếu gia ta xin cáo tử trở về lâm gia treo đèn kết hoa mọi người tấp nập đến chúc mừng chúc mừng lâm gia ngài đã có thiên tài tuyệt thế giao xuyên chấn chúng ta trông cậy cả vào tiểu thiếu gia của lâm gia ngài đó sao lâm thiếu gia không có ở đây vậy chứ cùng ra đây náo nhiệt chút đi không phải ba ngày sau phải đến trường Lạc Sơn Mạch để tiến hành phân phát sao, thằng bé đang dốc sức luyện công. Xem ra chiến đấu là cách nhanh nhất để gia tăng sức mạnh, ta không ngờ nhanh như vậy đã có thể đột phá được đẳng cấp. Mặc dù nhanh nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì có thể dẫn đến mất mạng. Đúng rồi, cô bao giờ mới dạy ta luyện đan đây? Vội gì chứ, luyện đan không phải chuyện một sớm một chiều, đợi sau khi ngươi đến khoáng mạch rồi hãng tính. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài thứ liên quan đến trận pháp. Trận pháp, luyện dược sư và trận pháp sư là hai việc ngang hàng nhau ở thiên võ đại lục này nếu như ta học được cả hai thì sẽ trở thành nhân tài toàn năng rồi nhỉ nằm mơ tiếp tục luyện công đi con đường ngươi phải đi còn dài lắm tương lai đáng mong đợi tại trường lạc sơn nơi đây chính là khu khoáng mạch của lâm gia ta các người vào trước đi ta đi báo với trường lão một tiếng vâng đây là lần đầu tiên mình đến đây đây chính là nơi khai thác linh thạch